Quỷ đây. Hiện tại thì chắc là đang bình an. Bởi vì là bây giờ Quang Quang hay ai? Tôi bẩn. Thì phải đang tập trung. Đúng đấy. À, cái này gọi là giờ yêu nè. Giờ yêu hả? Giờ yêu. Ê, cái từ này hay luôn. Giờ yêu. Giờ sang một bên. Yêu hẹn giờ. Ok. Thế hỏi Vũ là với tư cách là một người cần cảm xúc để sáng tác thì cái việc Việt Nam như Quang Kim Phi đang nói, tao nó có phải là một hạn chế trong cảm xúc chưa sáng tác hay không? Không được. Tư tám rồi. Biết cái tạo không? Cú thật cú vãi lìm. Chú bảy. Chú kia kìa. Chú bảy. Bảy gì? À, con mực. Chú mình đúng con bạch tuộc. À đây à, con bạch tuộc. Anh mẹ mình đi tới lồn mình làm 40 lồn được. Chúng mày tới lồn à không? Con mực. Con mực à? Mực quên. Vinh. Vinh. Đổi. Vinh, đổi kìa. Đổi cho nó. Sang năm. Quá ngủ quá ha. Nó sẽ có một album. Trước đây thì mọi người luôn luôn nhìn em là hát cái ca khúc mà ballad. Đáng nghe Vinh. Cú gặp trai này không cần cái ba gì. Thay đổi một chút. Có thể là vẫn là ballad nhưng mà em muốn Khan. Em thấy em còn khá là Vinh. Nên là em vẫn muốn cái âm nhạc hiện đại. Vinh. Rồi Quy. Thôi. Ba sáu. Ba sáu nha. Thôi. Tôi à? Vinh. Ta thôi bây giờ. Tin. Thôi. Vinh. Tao nhắc rồi. Nhắc thì mày giải Quy cho mày sướng làm sao? Làm cái nào chứ tao không biết tao cắn cặn. Tao lấy cái cam cuối rồi. Ok, cam cuối rồi mình. Easy cái đéo gì? Át tổ nó mới chạm được không? Cứu ra. Kể luôn hết hai rồi. Tôi chơi cho con mẹ rồi. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ... Ở từ từ mình nhớ con cài này nè. Chắc chắn không buồn nhiều bằng anh Tú. Cái gì mẹ cũng thua toàn dây gì các khoản hiền hồ và không tan nát như một người bi nếu con cài này nè quý vị phải thổn thức thưa quý vị thức giấc hai này mạnh đánh dây này đánh ca cuối cơ chắc là không anh quỳ đi xin mời anh quỳ đi giả rách thật hai miếng chó đi chó nửng tao nhìn nhầm tao tưởng tao còn một đôi nữa là tao về con mẹ rồi chỉ hai đôi